Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những ý kiến và mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học. Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường kiểm soát xe vi phạm tải trọng bằng cân xách tay. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 11 năm 2018, cả nước có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 11 năm 2018, cả nước có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Những mặt hàng dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu là điện thoại với các loại linh kiện với giá trị là 46,135 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là hàng dệt và may mặc, máy vi tính, sản phẩm điện tử. Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã khai thác tốt các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng tìm kiếm phát triển thêm nhiều thị trường mới từ việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán ký kết. Đây sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa. Theo báo cáo được công bố mới đây của công ty đo lường toàn cầu Nielsen, nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin và di động tại Việt Nam tăng 11% trong 2 năm qua, đã đáp ứng những nhu cầu về sự tiện lợi của người tiêu dùng trong hệ sinh thái mua hàng trực tuyến. Báo cáo thương mại điện tử của Nielsen 2018 cho thấy, trong số những người tiêu dùng truy cập vào Internet thì có đến 98% người tiêu dùng đã mua hàng trực tuyến, tăng 1% so với năm 2017. Báo cáo cũng cho thấy 17% người tiêu dùng đã sử dụng các nền tảng công nghệ để mua các thực phẩm tươi sống, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh trên kênh thương mại điện tử. Sản phẩm thời trang, du lịch, sách và âm nhạc tiếp tục là các ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các giao dịch trực tuyến. Trong khi đó, các loại hình khác cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong các hoạt động thương mại điện tử, bao gồm dịch vụ giao hàng từ nhà hàng quán ăn. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa đã có 25 xã thuộc 11 huyện đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 9,6% tổng số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phải đạt thêm 4 nhóm tiêu chí nâng cao được quy định tại quyết định số 691 ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, hành chính công. Hiện nay, địa phương có nhiều xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhất là huyện Yên Định với 6 xã. Trong đó, Định Tường là một trong những xã bảo đảm được nhiều yêu cầu tiêu chí nhất trên địa bàn tỉnh. Riêng về thu nhập, xã Định Tường đã bảo đảm tiêu chí thu nhập của xã nông thôn mới kiểu mẫu với thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng một người một năm. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng nhằm đánh giá lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2018, bàn các mục tiêu giải pháp phát triển trong năm 2019. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm như vấn đề tín dụng đen, chế độ chính sách nhà ở cho người có công. Trước thềm kỳ họp, phóng viên thời sự đã ghi nhận những ý kiến và mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh về kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Năm nay thì đối với các cái mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh vượt mức kế hoạch, có thể nói là một năm rất khởi sắc. Xung quanh cái dư luận của nhân dân thì nhìn thấy là cái sự tin tưởng, phấn khởi. Và cái đó cũng là tin tưởng thôi, là tất yếu thôi. Đặc biệt đối với quê hương tỉnh ra thì năm nay là cái nhà máy hóa lọc dầu đã chạy thành công và đưa vào vận hành thương mại với cái nguồn thu rất là đáng kể nạp vào ngân sách nhà nước. Cái này là chúng tôi tin tưởng rằng là các cái chỉ tiêu này là hoàn toàn chính xác và chắc chắn là sẽ tạo những cái động lực cho nhân dân người ta phấn khởi, và trên cơ sở đó là đẩy mạnh cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm nay tình hình kinh tế của tỉnh nói chung và của thành phố Sầm Sơn nói riêng là phát triển rất là tốt. Cử tri chúng tôi hết sức phấn khởi với cái tiềm lực như hiện nay. Thì cử tri chúng tôi là mong muốn là sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, và chúng tôi tin tưởng rằng với cái đà như này thì năm tới tỉnh sẽ đạt được thành tích cao hơn năm nay. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì đây là có cái bước đột phá rất tốt,
ngày cái định liên chúng tôi đến đây thôi. Hiện tại thì về cái phát triển nông nghiệp ấy, thì nó có cái chứng một chút, thế nhưng mà về cái tăng trưởng về cái thu nhập của người dân thì tăng rất là nhanh, do coi như có các cái công ty về đầu tư xây dựng giải quyết được các cái vấn đề lao động, đặc biệt là thu nhập của người dân thì năm nay có đã đạt được đến 43, 44 triệu một người. Với cái kết quả tỉnh thì người dân rất là tin tưởng và cũng đặt niềm tin là năm 2019 sẽ phát triển tốt hơn. Các kiến nghị của cử tri trong thời gian qua thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều cái để mà giải quyết, nhưng mà trong thời gian tới thì đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giải quyết triệt để. Về cái kỳ họp sắp tới thì tôi mong muốn rằng Hội đồng Nhân dân sẽ đề ra những quyết sách như thế nào đó để làm sao nâng cao được cái đời sống nhân dân, vừa phát triển được xã hội, vừa phát triển kinh tế, nhưng mà phải giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và của chính quyền. Thông qua cái kỳ họp cuối năm lần này, chúng tôi đề nghị với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và Hội đồng Nhân tỉnh là tập trung vào những vấn đề mà chúng ta giải quyết nó chưa triệt để, trong đó là vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt là giải quyết cái việc là chống tham nhũng trên địa bàn của toàn tỉnh. Tuy ta đã làm rất tốt, nhưng mà cũng còn đang gây một cái không khí nó chưa thật nên là lành mạnh, nên chăng cũng nên công khai những cái vụ việc xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh hay không để cho cử tri cả tỉnh được biết. Hiện nay là cái vấn nạn xã hội đen và tín dụng đen thì hiện nay là đang rất là bức xúc trong nhân dân, thì chúng tôi cũng đề nghị là Hội đồng Nhân dân có cái quyết sách để mà chấm dứt cái tệ nạn này. Và một vấn đề nữa là cái việc mà chế độ chính sách đãi ngộ cho các cái gia đình chính sách thì hiện nay chúng ta cũng thấy cũng đang còn rất bất cập, và cho nên là chúng tôi cũng đề nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh là có những các cái biện pháp hữu hiệu hơn nữa để mà thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Lần này là Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa vào chất vấn về cái việc tín dụng đen ấy, chúng tôi cũng rất kỳ vọng là trách nhiệm thuộc về ai, như thế nào, và cái lãnh chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với lại công an, tư pháp để làm sao để triệt phá. Đối với chương trình làm nhà ở đối với người có công, còn lại 11 hộ là đang bị vướng mắc. Trong cái đợt này thì chúng tôi cũng đề nghị đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh là giải quyết cho những hộ trước đây năm 2013 là đăng ký theo cái kênh là sửa chữa, nhưng nay thì đối với hộ gia đình là chuyển đổi sang xây mới. Thực hiện đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 63 trường học. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, huyện Hậu Lộc phải tiến hành sắp xếp 26 trường học. Tuy nhiên đến nay, địa phương này mới chỉ sắp xếp được 4 trường học của 2 xã là Phong Lộc và Mỹ Lộc để thành lập 2 trường phổ thông nhiều cấp học. Như vậy, từ nay đến năm 2020, huyện Hậu Lộc sẽ phải hoàn thành sắp xếp 22 trường học. Mục tiêu này xem ra khó có thể hoàn thành khi mà thời gian chỉ còn có 2 năm, trong khi việc thực hiện sắp xếp các trường học vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc. Đặc biệt, đối với việc sắp xếp các trường liên xã, ngoài việc một bộ phận phụ huynh không ủng hộ vì con em mình phải đi học xa hơn trước, cơ sở vật chất của nhiều trường không đảm bảo cho việc sáp nhập, thì hiện nay còn có thêm một vướng mắc do một số địa phương đang thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, nên chưa thể sáp nhập các trường học khi chưa điều chỉnh địa giới hành chính xong. Về phía nhà trường thì có mong muốn là về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Ủy ban Nhân dân huyện sớm có cái đề án dồn. Thứ nhất đó là trong cái đề án giữa Thịnh Lộc và thị trấn là có dồn ghép cái khu vực hành chính. Thì trong lộ trình trường mong muốn là càng nhanh càng tốt để tạo cái điều kiện để trường hoạt động tốt hơn về mọi lĩnh vực. Không chỉ việc sắp xếp các trường liên xã gặp khó khăn, mà ngay cả việc sắp xếp các trường trong cùng một xã để thành lập trường phổ thông nhiều cấp học cũng không hoàn toàn thuận lợi. Khó khăn đầu tiên là vấn đề công tác nhân sự, vì khi sáp nhập thì số chức danh lãnh đạo nhà trường sẽ giảm. Bên cạnh đó, các trường vẫn lúng túng trong việc bố trí sắp xếp công tác chuyên môn sau khi thành lập trường phổ thông nhiều cấp học.
bản thân các đồng chí giáo viên trong nhà trường cũng rất là băn khoăn và lo lắng. Bởi vì nếu sáp nhập trường lớp, thời gian của mỗi một bậc học nó khác nhau. Bậc tiểu học thì học thời gian học là 35 đến 40 phút trên một tiết. Trung học cơ sở là 45 phút trên một tiết. Cho nên là cái giờ học và giờ ra chơi của hai bậc học thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà chúng ta quản lý về mặt trật tự, tổ chức các cái hoạt động chung trong một nhà trường thì sẽ khó sắp xếp về mặt thời gian. Bên cạnh những khó khăn vướng mắc nêu trên, việc sắp xếp các trường học trong thời gian qua chậm còn có nguyên nhân chủ quan khi một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể trong việc bố trí sắp xếp công tác nhân sự, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học. Công tác tuyên truyền về chủ trương của tỉnh, hiệu quả lợi ích của việc sắp xếp lại hệ thống trường học chưa được làm tốt. Một bộ phận cán bộ giáo viên có tư tưởng ngại thay đổi, chưa có ý thức phấn đấu, lo ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Trước hết là phải làm cụ thể hóa, xem xét đến các cái trường và cái lộ trình thật là cụ thể để các cấp chính quyền cũng như là các cái đơn vị chức năng phải thực sự là có trách nhiệm, đồng thời là phải nâng cao cái năng lực quản lý cho lãnh đạo của cái nhà trường, cũng như là phải làm tốt hơn cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho kể cả là các giáo viên, đến học sinh và các cái bậc phụ huynh. Việc sắp xếp các trường học theo đề án của tỉnh xuất phát từ nhu cầu thực tế khi mà quy mô học sinh có thay đổi đáng kể, nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần nghị quyết 29 của Trung ương Đảng. Do vậy, các ngành các cấp liên quan cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa và có những giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt các mục tiêu của đề án. Ngày 10 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh Trung học phổ thông năm 2018. Hội thao năm nay diễn ra từ 10 đến 14 tháng 12 với sự tham gia tranh tài của hơn 1.000 học sinh đến từ 100 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Các vận động viên sẽ trải qua 6 phần thi gồm kiểm tra kiến thức chung về quốc phòng và an ninh, thi điều lệnh đội ngũ, băng bó cứu thương, ném lựu đạn, tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK, bắn súng AK, thi các tư thế, động tác vận động trên chiến trường. Đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá một cách thực chất về công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Trong mùa đông, túi sưởi hay túi chườm nóng là thiết bị được nhiều người sử dụng để giữ ấm. Tuy nhiên, do túi sưởi được làm chủ yếu bằng chất liệu dễ cháy, rách như vải, ni lông, lại sử dụng dây sạc cùng dung dịch pha loãng nên khi xảy ra sự cố, khả năng gây bỏng cao. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng loại thiết bị này, người dùng cần lưu ý một số điểm sau đây. Đầu tiên, cần tìm hiểu kỹ để chọn mua những sản phẩm túi sưởi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi sạc điện, nên để túi ở nơi bằng phẳng. Điểm cắm điện nên hướng lên trên, không nên sử dụng túi sưởi khi đang cắm điện. Chất lỏng trong túi sưởi là một dung dịch chuyên dùng để đốt nóng, không giống như nước. Tuyệt đối không nên thay nước trong loại túi này để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm. Khi túi bị ướt, phải nhẹ nhàng lau khô trước khi sạc điện. Theo khuyến cáo, nhiệt độ thích hợp để chườm nóng là gần 50 độ C. Mỗi lần chườm chỉ nên kéo dài chừng 20 đến 30 phút, cách nhau ít nhất là 3 giờ. Nếu chườm liên tục sẽ làm cho da mềm, lỗ chân lông mở ra, vi khuẩn dễ xâm nhập gây viêm da, viêm cơ rất nguy hiểm. Đặc biệt, riêng những bệnh đe dọa chảy máu như chảy máu dạ dày, vùng nghi ngờ ung thư tuyệt đối không được dùng túi chườm. Sau kỳ họp Quốc hội, hiện 63 tỉnh thành trên cả nước bắt đầu kỳ họp Hội đồng Nhân dân, trong đó có nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn. Báo Đại đoàn Kết trích lời ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng cần được xem xét trong công tác quy hoạch cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành cho thấy phiếu có tín nhiệm thấp nhiều chủ yếu ở khối hành pháp, những người làm việc tại Ủy ban Nhân dân, sở ngành. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cũng đưa ra phân tích, không phải tất cả những người được lấy phiếu sẽ nằm trong quy hoạch, nhưng sẽ có một số người là giám đốc sở ngành nằm trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của các tỉnh thành nhiệm kỳ tới.
nên kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng cần được xem xét trong công tác quy hoạch cán bộ, cần căn cứ vào đó để thể hiện thái độ có bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho họ vào trong quá trình quy hoạch. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, cấp ủy, thường vụ cấp ủy có trách nhiệm xem xét cuối cùng và cân nhắc xem có đưa những người đó vào quy hoạch hay không. Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1 trong tiêm chủng mở rộng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế khẳng định, ngày cuối tháng 12 này, tình trạng khan hiếm vaccine sẽ chấm dứt. Báo An ninh Thủ đô dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện tại vài trăm nghìn liều vaccine 5 trong 1 Combify đã được kiểm định chất lượng và chuyển về các tỉnh thành. Dự kiến cuối tháng 12 này sẽ triển khai tiêm đại trà vaccine Combify cho trẻ trong độ tuổi. Ông Phu cũng cho biết, việc thí điểm tiêm vaccine Combify tại 7 tỉnh đã kết thúc và cho kết quả tốt. Vì vậy, Bộ Y tế quyết định đợt này sẽ triển khai tiêm đại trà loại vaccine này trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn quốc. Với số lượng vaccine 5 trong 1 Combify hiện nay, chắc chắn khi triển khai tiêm đại trà sẽ không thiếu. Báo Tiền Phong cho biết, từ đầu năm đến nay giá xăng dầu đã 5 lần giảm, đặc biệt là một tháng gần đây giá xăng giảm hơn 10%, nhưng giá cước taxi vẫn bất động. Nhiều ý kiến cho rằng, trong thời buổi công nghệ taxi truyền thống chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không coi trọng khách hàng thì rất khó để cạnh tranh trên thị trường. Lý giải cho việc giá xăng dầu giảm nhiều lần nhưng giá cước taxi chưa điều chỉnh, đại diện nhiều hãng taxi cho biết do bị cạnh tranh với nhiều loại hình vận tải, đặc biệt là taxi công nghệ nên lượng khách đi taxi đang giảm dần đều. Ông Phạm Quốc Hùng, trưởng phòng kinh doanh hãng taxi Vạn Xuân cho biết, để điều chỉnh được giá cước, đơn vị phải có văn bản xin phép các cơ quan chức năng. Thời gian để được các đơn vị này chấp thuận, duyệt cho điều chỉnh cũng phải mất ít nhất từ 10 đến 15 ngày. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phải yêu cầu các tài xế nghỉ việc ít nhất một ngày để đánh xe về các bãi tập trung, cài đặt lại đồng hồ tính cước, dán tem biểu giá được in mới. Báo Giáo dục Việt Nam nêu lên thực tế, nhiều chuyện bạo hành học sinh đã và đang tồn tại trong nhà trường. Thế nhưng vì sao những chuyện này luôn được bưng bít và hậu quả là chuyện tiêu cực vẫn chưa thể chấm dứt? Trong môi trường giáo dục từ trước đến nay, vẫn luôn xảy ra nạn bạo hành học trò, thậm chí khá dã man. Thế nhưng vì thành tích của trường, của phòng giáo dục, vì các danh hiệu của các cá nhân, mọi chuyện đều đã được dàn xếp bưng bít một cách khá bài bản. Chính điều này không thể làm bạo hành chấm dứt mà càng có nguy cơ bùng phát thành dịch. Theo thông tư số 41 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định về điều lệ trường tiểu học đã nêu rõ các hành vi giáo viên không được làm là xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. Nếu làm đúng luật, khi giáo viên vi phạm điều này, nhà trường buộc phải xử lý một cách công khai. Khi đó, chính giáo viên sẽ không dám dùng hình phạt quá nghiêm khắc với trò. Họ sẽ biết tiết chế cơn nóng giận của mình. Hiện trên địa bàn tỉnh có 190 phương tiện chuyên tham gia khai thác, vận chuyển và tập kết cát trên các tuyến sông. Tuy nhiên, mới chỉ có 39 phương tiện đã được đăng ký, đăng kiểm, chiếm 20,5% tổng số tàu thuyền tham gia khai thác, vận chuyển và tập kết cát. Đáng chú ý, nhiều địa phương có số lượng mỏ cát, bãi cát lớn nhưng lại chưa có tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm như Yên Định, Thọ Xuân. Việc còn nhiều phương tiện thủy nội địa chưa được đăng kiểm, đăng ký là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn trên các tuyến sông, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên cát, tiềm ẩn nguy cơ khai thác cát trái phép, gây sạt lở đất canh tác, bãi sông, hư hỏng đê điều, đường giao thông, thất thoát tài nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý đối với phương tiện cơ giới đường bộ chở quá tải của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường sử dụng cân tải trọng xách tay để xử lý xe ô tô chở quá tải trọng, nhất là ở các khu vực có nhiều mỏ đang khai thác, các công trình đang san lấp mặt bằng. Tại tỉnh lộ 520, đoạn qua xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tình trạng xe chở đất đá nguyên vật liệu quá tải trọng cho phép thường lưu thông. Đây không chỉ riêng tỉnh lộ 520 mà tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, khu vực có nhiều mỏ, bãi tập kết tài nguyên khoáng sản cũng xảy ra tình trạng tương tự. Để xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã sử dụng cân tải trọng xách tay lưu động để xử lý các trường hợp vi phạm. Qua thời gian thực hiện đợt cao điểm, nhiều trường hợp lái xe, chủ xe và các doanh nghiệp vận tải đã bị lực lượng chức năng xử lý. Qua một tháng tổ chức triển khai thực hiện cái kế hoạch cao điểm của giám đốc thì chúng tôi cũng đã xử lý được hơn 20 trường hợp vi phạm về tải trọng
và cơi nới thành thùng trái quy định. Và trong khi tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã mang theo cái cân sách tay được trang cấp để chúng tôi tuần tra xử lý và phát hiện kịp thời sử dụng cái cân tải trọng, xử lý các cái trường hợp quá tải là rất có hiệu quả. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp, và hai nữa là đặc biệt đối với các đơn vị chúng tôi đã thành lập một tổ đặc biệt cân sử dụng cân lưu động đi cân các cái xe tải trọng ở trên trục tuyến đường, các đường tỉnh lộ có các mỏ, đặc biệt đối với các mỏ mà liên quan đến đá, vật liệu xây dựng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng thiết bị cân điện tử xách tay lưu động phục vụ công tác kiểm soát xử lý xe ô tô quá tải trọng tại một số địa phương đã đem lại hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.